Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Ma Vẽ Lái, mình là Ma Truyền Mấy ngày hôm nay thì mình không có ra video được Do trong cái thời gian này thì nó có những cái nhiệm vụ cấp bách và quan trọng mà mình phải thực hiện Hôm nay thì tranh thủ thời gian rảnh để mình làm video gửi các bạn ha Các bạn thông cảm nha, chứ mình cũng nhớ mấy bạn lắm Nhưng mà thân bất do kỹ, có những chuyện mình phải ưu tiên làm trước nha các bạn nha Các bạn thông cảm dùm Còn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án sẽ nói đến một vụ án xảy ra tại thành phố Tân Đài Bắc ở Đài Loan vào năm 1998. Và bảo đảm các bạn nghe, cái vụ án này xong chắc chắn sẽ có những cái cảm giác rất là căm phẫn và sẽ có những cái cảm giác trộn lẫn ở trong cái cảm giác căm phẫn đó. Vụ án này như thế nào chúng ta sẽ bắt đầu nha. Câu chuyện nó xảy ra vào ngày 11 tháng 10 năm 1998, lúc đó là 7 giờ sáng, có một thanh niên giao báo. Anh ta là sinh viên nhưng mà có đi làm thêm cái nghề giao báo và như thường lệ anh ta đã đến nhà của họ lâm gọi là lâm gia để giao báo như thường lệ tuy nhiên thì mọi ngày anh ta tới giao báo thì thấy ông chủ hay đứng ở sân tập thể dục hoặc là chơi với con chó ngoài sân khi anh ta tới thì ông chủ ra lấy báo luôn nhưng mà ngày hôm nay thì không thấy ông chủ đó đâu căn nhà của lâm gia là một căn nhà rất là sang trọng nằm ở quận lâm khẩu thành phố tân đài bắc ở đài loan nó nằm ở giữa một cái đường tương đối vắng ở giữa những cái con đường núi quanh co các bạn nếu mà không quen đường thì nhiều khi lạc luôn không có tới được căn nhà này luôn á ngôi nhà rất là rộng rãi và sang trọng nó dựa lưng vào một cái tảng núi có một cái khoảng sân rộng ở phía trước nó giống như tạo thành một cái khối biệt lập vậy đó nhưng mà không phải bị cô lập nha tại vì xung quanh nó vẫn có hàng xóm thậm chí có những hàng xóm là họ hàng của lâm gia luôn có điều là nó thưa thớt nó không có dày đặc nhà này sát nhà kia như ở thành thị thôi và trong lần giao báo này thì anh thanh niên này không thấy ông chủ Tự nhiên có một cái cảm giác gì đó hơi sinh nghi Và anh ta đã nán lại Sau đó anh ta gọi chủ nhà Nhưng mà sau hai ba lần gọi khản cổ thì anh ta vẫn không thấy có ai hồi đáp Và anh ta đã nhờ những cái nhà hàng xóm ở gần gần ở đó Thì những cái người hàng xóm đó người ta cũng đến căn nhà đứng trước cửa của nhà của Lâm Gia và gọi một đống người hùng sức mà gọi gào thét cỡ nào cũng không thấy có người ra mở cửa cái này là chắc tới công chuyện rồi cho nên là họ đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát khi cảnh sát đến thì họ đã phá cửa và vào bên trong nhà khi vừa mới phá được cái cổng ngoài bước vô trong sân tới cái cửa chính để đi vô nhà là người ta đã nghe một cái mùi máu tanh nó sập lên rồi các bạn mùi của máu á. Nó tanh lợm giọng luôn Nó sọc lên Rồi khi bước chân vô bên trong phòng khách Thì một cảnh tượng hỡi ơi nó đã diễn ra trước mặt họ các bạn. Có hai xác chết Được cho là của ông bà Lâm Và đôi vợ chồng này chết trong một cái tình cảnh rất thê thảm Tổng cộng trên hai con người này là khoảng 106 vết chém các bạn Máu vung vẩy khắp nơi Người ta diễn tả giống như là ai đổ mực lên người những con nhím rồi nó chạy lung tung và mực nó vẫy khắp nơi ở đó các bạn. Rồi từ chỗ hai cái xác đó, máu nó chảy ra giống như cái suối. Vậy. Có những nhát chém nó nằm ở ngay bụng đã thấy lấp ló lòi ra những cái phần nội tạng. Ngoài ra, trên mặt của đôi vợ chồng này cũng có những vết chém các bạn giống như không thể nhận ra được mặt người ta luôn trên mặt của mỗi người gần cả chục nhát chém ở trên đó các bạn nhận thấy là đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng rồi cho nên cảnh sát lập tức gọi điện cho các đơn vị hỗ trợ khác pháp y nè pháp chứng nè rồi cơ quan công an thành phố cấp cao hơn nè yêu cầu cử lực lượng xuống để xem xét hiện trường liền và những gì họ khám xét được ở hiện trường và sau này công bố trong cái bản án vào năm 2002 thì tổng cộng trên hai cơ thể của hai vợ chồng này là có khoảng 112 vết đâm chém. Cơ thể của ông Lâm thì khoảng 60 vết chém, còn cơ thể của bà Lâm thì cũng bốn mươi mấy năm chục cái vết chém các bạn. Và những vết chém đó nó phủ khắp cơ thể các bạn từ trên mặt, cổ rồi chân tay. Riêng ông Lâm thì cái ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái cũng bị chặt đứt, còn bên bàn tay phải là ngón cái và ngón giữa cũng bị chặt đứt. Ngoài ra người ta còn thấy có những cái vết chém Ở trên cẳng tay của chỏ Của cả hai người Thì có nghĩa là Đã xảy ra một cái sự giằng co xô xát Giữa hung thủ và nạn nhân Đưa tay lên đỡ các bạn Thì nó có những vết chém nằm ở đây Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Thì cái căn nhà này Xây tường tương đối dày Hơi khép kín Nhận định rằng nó rất cách biệt với bên ngoài. Ở trong nhà mà có lớn tiếng hay cái gì ở bên ngoài cũng khó mà nghe được lắm. Và ở trong nhà thì rất là nhiều đồ sang trọng, rất là nhiều đồ quý giá có giá trị lớn về mặt tiền bạc á. Và theo điều tra sơ bộ thì cái hiện trường vụ án ở phòng khách nơi mà hai cái xác chết đó nằm á không phải là hiện trường vụ án đầu tiên mà cái hiện trường đầu tiên nó nằm ở trên cái phòng ngủ của ông bà Lâm. Người ta căn cứ do cái vết máu bị tung tóe vương vãi rải từ ở trên tầng 1 xuống Phòng khách Có nghĩa là họ đã bị tập kích từ ở trên phòng ngủ Và bị chém từ ở trên cái phòng ngủ Máu đã tung té vương vải rồi Sau đó vương vải xuống cầu thang Và xuống phòng khách Là họ đã bỏ chạy từ trên phòng ngủ xuống tới phòng khách Mới chết hẳn các bạn Và cũng tại hiện trường này Cảnh sát đã tìm thấy một số cái manh mối Để cho họ đặt điểm nghi vấn Cái manh mối thứ nhất là tiền mặt ở trong nhà Không còn nữa Nhưng những cái đồ giá trị vẫn còn Đặc biệt là cái đồng hồ Rolex ở trên tay của ông Lâm đeo Là một cái đồng hồ rất xịn, rất đắt tiền Vẫn còn nằm nguyên ở trên tay Đó là một điểm nghi vấn Ngoài ra, mặc dù căn nhà này tường rất dày Tiếng la hét ở bên trong nhà Thì những cái hàng xóm người ta không có cặp dách sát một bên đâu Người ta cũng cách cách một khoảng Có thể sẽ không nghe được Nhưng nhà ông Lâm có nuôi một con chó rất là lớn Cột nó ở ngoài sân Nếu mà nó sủa là xung quanh ít nhiều gì cũng phải nghe nhưng hàng xóm ngày hôm đó không có ai nghe bất cứ tiếng động nào của con chó hết vậy con chó đã không sủa có lý nào thung thủ là người quen của gia đình không đó là điểm nghi vấn tiếp theo ngoài ra ở trong phòng ngủ ở ngay cái bàn trang điểm các bạn kế bên nó có cái thùng rác ở trong đó nó có những cái khăn giấy bị dính máu nằm ở trong đó vậy thì cái hung thủ nào mà đi chém nạn nhân thì tất nhiên cái chuyện mà máu bị văng ngược vô trong người mình là cái chuyện bình thường nhưng cái điều lạ là lại cầm khăn giấy để lau máu của nạn nhân trên người của mình mà còn lịch sự bỏ vô thùng rác không các bạn đó là một cái điểm nghi vấn tiếp theo khả năng rất cao là người quen của gia đình này gây án chứ không phải là không và qua những cái gì mà điều tra được thì biết được là gia đình ông lâm á, ông lâm hồi xưa là một đầu bếp do tài năng nấu nướng của ông cho nên đã phát triển được cái việc kinh doanh cũng như mở rất là nhiều cái nhà hàng và việc kinh doanh từ đó phát triển trở thành người rất là giàu có ông ta có hai đời vợ đời vợ trước thì ông ta sinh được hai đứa con gái nhưng mà sau này thì ly dị và hai đứa con gái thì ở chung với người vợ cũ bây giờ đã lớn và cũng thành đạt trong cuộc sống còn cái người vợ mà chết chung với ông lâm á là vợ thứ hai Hai người này sau này lấy nhau và sanh ra một đứa con trai đặt tên là Lâm Thanh Nhạc thì năm nay hắn 19 tuổi. Hiện tại thì không biết Lâm Thanh Nhạc đã đi đâu nhưng mà không có mặt tại hiện trường. Anh ta được đánh giá là giống như một quý tử vậy các bạn, được cưng chiều từ nhỏ do là con trai duy nhất cho nên được hết mực cưng chiều. Muốn gì được nấy luôn các bạn. Anh ta học hết trung học cơ sở nhưng mà do sức học yếu do ham chơi quá cho nên gia đình đã xin cho anh ta vô học cái hệ phổ thông 5 năm liên thông lên cao đẳng luôn. Hình như ở Đài Loan thì ngoài cái chuyện mà học phổ thông lớp 10 11 12 sau đó mới thi đại học cao đẳng á thì nó còn có một cái hệ nữa đó là học từ lớp 10 học thẳng lên cao đẳng luôn tổng cộng là 5 năm. Thì Lâm Thanh Nhạc được gia đình xin cho học cái hệ đó. Rồi đến sinh nhật năm 18 tuổi thì anh ta còn được gia đình tặng cho một chiếc xe hơi mà được đánh giá là xịn nhất, mắc nhất có mặt ở Đài Loan cái thời điểm đó các bạn. Tuy mới có 19 tuổi nhưng mà anh ta nổi tiếng là ăn chơi các bạn, ăn chơi chát tán. Cái chuyện mà anh ta không có mặt ở nhà nhiều ngày, nhiều tháng là cái chuyện bình thường. Và dựa trên những cái gì mà người ta thu thập được thì có lẽ Lâm Thanh Nhạc có liên quan đến vụ án này. Một là bị bắt cóc đi, hai là có liên quan tới vụ án này và các trinh sát thời điểm đó người ta đã kể lại rằng tuy người ta nghi vấn như vậy nhưng người ta cũng mong trong lòng là không phải đúng như họ nghĩ tại vì nếu đúng như họ nghĩ thì đây là một cái việc đại nghịch bất đạo chưa từng thấy chính con đẻ lại giết bố mẹ mình mà giết một cách tàn nhẫn thê thảm như vậy nữa họ cảm giác là không muốn cái hướng đó nó đúng nhưng công việc của họ mà lại phải tiếp tục điều tra cái quan trọng cuối cùng là sự thật thôi còn nghĩ cái gì trong lòng là chuyện khác nữa cảnh sát đã sử dụng tới một cái chiêu thay vì đánh động đã thảo kinh xà công bố tình tiết vụ án lên liền thì có thể sẽ gây khó khăn cho quá trình tiếp theo cho nên họ đã thông báo với cơ quan truyền thông rằng đây khả năng rất cao là một vụ án giết người cướp của yêu cầu thân nhân của nạn nhân đến để phối hợp điều tra và thống kê lại số tài sản đã mất để họ có thể kết luận vụ án và với cái chiêu này thì ngày hôm sau lâm thanh nhạc đã có mặt tại cơ quan điều tra anh ta có một thái độ dửng dưng trước cái chết của bố mẹ mình anh ta khai rằng cái ngày xảy ra vụ án anh ta đã đi chơi với những người bạn thì lập tức những người bạn đó cũng được triệu tập lên để lấy lời khai nhưng mà đây là lấy lời khai theo kiểu hỏi thăm nha Cung cấp thêm thông tin về tình hình gia đình Chứ không phải là lấy lời khai theo kiểu khẳng định đây là nghi phạm nha các bạn Và khi đến lấy lời khai Thì tất cả bọn họ Lâm Thanh Nhạc cùng 5 người bạn của họ đều khai rằng Cái ngày mà xảy ra vụ án Thì bọn họ đã đi chơi ở một cái vùng biển ở núi Dương Minh rồi khi đang vui chơi và nghỉ mát ở đó thì họ phát hiện cái thông tin được báo đài đăng là xảy ra vụ án như vậy cho nên lâm thanh nhạc và bọn họ mới trở về để hợp tác điều tra tuy nhiên thì khi cảnh sát hỏi về cái cách đọc thông tin nó như thế nào trên báo hay là trên tv hay là nghe qua đài thì nó xảy ra một cái hơi rối đó là có người thì nói là coi trên tv có người thì nói là đọc báo nhưng mà thường nó đi chơi chung với nhau khi một đứa mà nó thấy thông tin là nó sẽ kêu những người còn lại cùng coi cái thông tin đó chứ không có tự nhiên đồng thời một đứa đang coi tivi một đứa thì đang đọc báo xong rồi nó ráp lại là nó đều biết cái thông tin đó nó không có hợp lý nhất là khi đi nhậu đi nhạc đi ba đi bủng về khách sạn nó làm chuyện khác nó không có coi tivi đâu Cảnh sát họ lại chơi thêm một cái chiêu nữa Họ tản ra Lấy lời khai Ở 4 năm cái góc Ở một cái hội trường rất là lớn Để sao cho những cái người này Không nghe được những người Đang thẩm vấn bên kia Nói gì, hỏi gì Nhưng người ta nhìn được cái thái độ Có nghĩa là mình đang ngồi trả lời bên này Khi mình nhìn qua bên kia Mình thấy cái thằng bên kia nó gật gật lắc lắc Nhưng mà có điều mình không nghe nó nói gì hết thôi không hiểu được cái nội dung mới nói gì thì khi chia ra bốn góc như vậy làm cho những cái người này bị hoang mang à quên mình chưa nói các bạn bạn của lâm thanh nhạc á thì gồm có 5 người trong đó bạn gái của lâm thanh nhạc thì lớn hơn lâm thanh nhạc một tuổi một thằng bạn thân của lâm thanh nhạc cũng lớn hơn lâm thanh nhạc một tuổi còn ba người nữ còn lại á, thì tuổi chỉ khoảng từ 17 đến 19 tuổi thôi các bạn Còn rất là nhỏ Và khi điều tra theo cái cách mà tách ra như vậy để nhìn thấy nhau vậy thì rõ ràng tất cả bọn họ đều có những cái biểu hiện cảm xúc lo lắng bồn chồn, không tự tin vào lời nói của mình và từ đó đã lộ ra cực kỳ nhiều điểm sơ hở trong những cái lời khai của bọn họ. Ngoài ra thì cảnh sát còn phát hiện được tất cả những cái đầu móng tay của những người đó có một đặc điểm chung các bạn, dù đã cắt ngắn nhưng mà nó có cái vết đỏ sẫm sẫm ở trên những cái đầu ngón tay nó nằm lúc lúc như bên trong ngón tay này các bạn và khả năng đó là vết máu và họ đã yêu cầu xét nghiệm cái vấn đề đó và đúng thiệt đó là vết máu và những vết máu đó chính là máu của đôi vợ chồng Lâm Gia các bạn ạ à. có thể các bạn sẽ thắc mắc là rửa sạch rồi sao còn để lại được nhưng mà thật ra các bạn nếu mà các bạn mà thử bây giờ các bạn thử các bạn thích các bạn lấy cái ngón tay các bạn mà chấm vô mực thử cái 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 vết mực nó lan vô bên trong cái móng tay của mình nữa các bạn các bạn cắt cái móng các bạn gọn vô đi các bạn vẫn thấy cái lớp đen đen ở đó phải một thời gian sau cái móng tay đó mọc dài ra rồi nó mới đẩy mấy cái cái chất dơ đó hay là cái 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 máu đó ra thì các bạn cắt nó mới sạch được chứ bình thường không có rửa sạch được liền đâu vậy thì sự thật của vụ án này nó đã gần như là mở ra hết trước mặt mọi người rồi cái quá trình rùng rợn mà cảnh sát đã không muốn nghĩ tới là lâm thanh nhạc là người giết chết bố mẹ mình nó cũng đã xảy ra rồi Vậy thì quá trình vụ quán này như thế nào? Trước đây Từ lúc mà sanh ra được một cậu con trai quý tử Thì ông bà Lâm cực kỳ yêu thương và nuông chiều hắn Hắn bước ra đường là không thua một ai các bạn Cái chuyện mà hắn đưa bạn bè về nhà Để chơi bời và ngủ đêm lại là cái chuyện bình thường Như những gia đình khác làm gì mà có cái chuyện đó Nhưng đối với Lâm Thanh Nhạc cậu quý tử này cái chuyện đó là bình thường. Từ nhỏ là như vậy, muốn gì được đó, không có cái món đồ chơi xịn nào, không có những cái gì mà có thể mua được bằng tiền mà Lâm Thanh Nhạc muốn mà không có hết. Bố mẹ anh ta đều đáp ứng hết. Nhưng rồi khi lớn lên đến năm 19 tuổi các bạn, anh ta bỏ học. Và khi bị bố anh ta phát hiện thì bố anh ta đã chửi mắng anh ta rất là nhiều, thậm chí là còn đánh anh ta nữa rồi ông lâm đi tới một cái bước nữa đó là ngắt tiền tài trợ luôn không cho tiền anh ta xài nữa mặc dù mẹ của hắn là bà lâm cũng thường xuyên giấu chồng mà lén đưa tiền cho con tuy nhiên nó không đủ cho nên hắn đã bán những cái vật dụng có giá trị ở trong nhà lấy đem đi bán lấy tiền xài các bạn và bị bố anh ta phát hiện thì lúc đó bố anh ta có chửi mắng rất là thậm tệ và đánh anh ta ngay trước mặt bạn bè của anh ta quyền đám đang ở trong nhà chơi vậy đó thì bị ổng đánh và chửi lâm thanh nhạc ngay lúc đó luôn và có lẽ vì cái sự mất mặt trước mặt bạn bè lâm thanh nhạc giống như đang là anh đại của một cái nhóm đó mà cho nên anh ta đã lên một cái kế hoạch để giết bố mẹ mình anh ta đã từng bàn với bạn bè là định ra chợ đen để mua súng về xử bố mẹ nhưng mà cái cuộc giao dịch đó không biết lý do tại sao thì không thực hiện được anh ta không mua được súng nên bỏ qua rồi anh ta có một nhỏ bạn gái nó đang làm việc part time cho một cái phòng khám tư hắn mới nhờ bạn gái chôm một số cái thuốc ngủ thuốc an thần mà dạng lỏng ở bệnh viện á, đem về cho hắn dự định là sẽ bỏ cái thuốc mê thuốc an thần đó bơm vào trong trà của bố mẹ để bố mẹ hắn uống sẽ bị hôn mê và dự định là tạo hiện trường giả là bỏ lên xe hơi rồi đẩy xuống vực giống như là như thế nào đó là một cái chết do tai nạn nhưng khi mà đem cái thuốc mê đó về pha vô trong trà thì cái trà nó đổi thành một cái màu xanh lục mạnh nó quá luôn á nhìn cái màu nó nó rất là xanh cho nên là hắn nghĩ là bố mẹ sẽ phát hiện cho nên đã không sử dụng cái cách này luôn và cuối cùng thì hắn và bạn bè của hắn đã bàn ra được một cái cách đơn giản và nhanh chóng hơn đó là sử dụng dao phai để chém chết ông lâm và bà lâm và vào cái ngày xảy ra án mạng thì hắn đã quyết định là chém sống bố mẹ mình luôn các bạn vào nửa đêm khi mà bố mẹ hắn đang ngủ say thì hắn và những cái người bạn của hắn là gồm một thằng bạn thân một đứa bạn gái và ba đứa nữ nữa cũng là bạn của hắn luôn Đang ở trong phòng của hắn Thì nửa đêm hắn với thằng bạn thân Đi qua bên phòng ngủ của bố mẹ để phục kích Chính Lâm Thanh Nhạc Là người Lao vào trong phòng ngủ của bố mẹ Và chém liên tục Lúc này ông Lâm bà Lâm tỉnh dậy Và gào thét kêu cứu Tuy nhiên thì Lâm Thanh Nhạc Nó không ngừng lại mà cứ liên tục chém Bố mẹ của mình Hai người này mới tung cửa để bỏ chạy Chạy phía xuống dưới phòng khách thì xuống dưới tới đó bị thằng bạn thân ngăn cản lại và cũng chém bồi thêm mấy nhát. Cuối cùng thì khi xuống tới phòng khách, ông bà Lâm đã không cầm cự được nữa và chết ngay tại dưới phòng khách với tổng cộng là hơn 100 nhát chém trên người các bạn. Và còn mang rợ hơn nữa là gì? Khi ông bà Lâm gục ở dưới phòng khách rồi, Lâm Thanh Nhạc sợ bố mẹ chưa chết hẳn các bạn, chém bồi thêm rất là nhiều nhát. Nó mới lên tới một hơn 100 nhát như vậy. Ngoài ra, hắn còn kêu bạn gái của hắn rút cái thuốc độc bỏ vô ống tim rồi bơm vô người hai người này nữa cho chắc chắn rồi để phòng ngừa những người kia phản bội và khai ra hắn bắt mỗi người phải tự tay cầm con dao chém lên hai cơ thể này mỗi cơ thể một nhát nữa tất cả những người ở đó đều phải chém để tránh cái chuyện mà phản bội và khai ra hắn rồi sau đó sau khi tạo một cái sự lộn xộn lấy hết tiền bạc ở trong nhà ra thì cả đám đã được Lâm Thanh Nhạc dùng xe hơi của mình để chở ra cái bãi biển ở núi Dương Minh mà ra đó bù khú ăn nhậu giống như là ăn mừng cái chiến công các bạn Kế hoạch của hắn đeo ra rằng khi bố mẹ hắn chết thì toàn bộ số tiền thừa kế cũng như là tiền phúng điếu trong đám tang của bố mẹ đều thuộc về hắn hết cho nên hắn sẽ trở thành một đại gia thực thụ Nghe tới đây các bạn đã thấy kinh tởm chưa các bạn Chứ mình là mình thấy lạm giọng lắm rồi đó Sao có thể có một đứa con nó như vậy các bạn hả Vụ án đã được làm sáng tỏ Lâm Thanh Nhạc cùng những đồng phạm của mình Đã khai ra toàn bộ chi tiết không thiếu một cái gì hết Thật ra họ cũng chỉ mới có 19 đôi mươi tuổi thôi các bạn Toàn là những tấm chiếu mới chưa trải không các bạn Khi cảnh sát người ta đã dùng nghiệp vụ điều tra rồi Là phun ra hết Không sót một điểm nào hết Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái tâm lý của Lâm Thanh Nhạc thường những cái kẻ giết người hàng loạt các bạn hay nghe mình kể trên kênh đó, là những kẻ có những cái tuổi thơ khó khăn khổ cực mục nát bị đánh đập bị hành hạ tạo thành một cái vết thương tâm lý và sự lệch lạc trong tính cách của họ nhưng mà lâm thanh nhạc thì sao sung sướng từ nhỏ muốn gì được nấy gia đình giàu có được cho đi ăn học đàng hoàng mà tại sao lại trở thành như vậy được mà không những nó giết người mà nó còn giết bố mẹ nữa là còn kinh khủng hơn cái chuyện giết người ở bên ngoài nhiều các bạn ạ à. tại sao vậy từ hồi còn nhỏ bố mẹ hắn ông bà lâm á dường như đã nuôi dạy hắn một cách gọi là yêu thương vô điều kiện không cần biết nó như thế nào nó ra sao như nó là thằng con trai quý tử giống như con cầu con khẩn coi nó giống như ông du con ông trời con ở trong nhà tất cả đều được đáp ứng chỉ cần hắn thích ngay từ nhỏ nha chỉ cần hắn thích là bố mẹ sẽ chiều và mua cho hắn hết do được quá nuông chiều như vậy thì khi hắn lớn lên các bạn chưa một lần bị bố mẹ quở trách những cái việc làm của hắn ừ ở trường có gây lộn hay là gì bố mẹ sẽ tới giải quyết hắn thích cái gì là bố mẹ mua cho cái đó lớn lên một chút cho tiền tự mua nhưng đến khi mà hắn bỏ học á các bạn thì ông Lâm lại cực kỳ gay gắt. Theo mình nghĩ là do ông Lâm hồi xưa còn trẻ đã quá cực khổ rồi, cho nên đến khi mà có được cái gia sản như vậy thì tâm lý giống như muốn bù đắp cho con mình không phải khổ như mình. Nó muốn gì cho nó cái đó, học hành thì cũng không cần phải xuất sắc gì đâu, miễn là nó nó hoàn thành được cái việc học như người ta là được rồi, còn tài sản thì ổng đã có rất là nhiều rồi. Cho nên ổng đã rất bực bội khi nó bỏ học. Nó học không giỏi là ổng xin cho nó trường khác chứ ổng cũng không la mắng gì nha nhưng mà nó bỏ học thì ổng lại bực tức và đánh chửi nó làm cho thanh nhạc có cảm giác giống như là mình bị xúc phạm và khi ông ta cắt tiền không cho tiền xài nữa thì hắn bị quê với các bạn bè các bạn trong cái thời gian mà hắn giống như là một đại công tử cái gì cũng có tiền rất là nhiều ở cái lứa tuổi đó hắn đã đi chơi với rất nhiều bạn bè và rất là nhiều những cái nơi mà những người khác không thể mà dư giả để mà đến được và hắn đã bao bạn bè hắn trong những cái cuộc chơi đó hết những người đó cũng coi lâm thanh nhạc giống như là anh cả anh đại vậy đó mà cũng toàn là những tấm chiếu mới không chưa chảy lần nào không cho nên tụi nó mới ủng hộ lâm thanh nhạc trong cái kế hoạch giết cha giết mẹ chứ không một đứa nào mà đủ chín chắn mà đủ một cái suy nghĩ mà để có thể khuyên ngược lại hết không dám luôn mà chấp nhận làm theo với cái mục đích là để lâm thanh nhạc sẽ có được cái tiền thừa kế và tụi nó cũng được hưởng lợi vậy thì cái vấn đề nằm ở cách giáo dục của ông bà lâm từ thuở nhỏ không dạy dỗ cho lâm thanh nhạc phân biệt được thế nào là đúng thế nào là sai không trừng phạt mỗi khi nó phạm lỗi thành ra từ nhỏ nó coi như nó đúng hết là một ông trời con muốn gì được nấy rồi bẻ hoặc một cái lại đánh chửi hắn khi hắn bỏ học có nghĩa là hai cái cách giáo dục nó bị ngược hẳn hoàn toàn mười mấy năm trời thì theo cái cách nuông chiều tự nhiên tới cái lúc đó lại bẻ lại bằng cách trừng phạt đánh chửi và cắt tiền các bạn thấy cái sự đối lập trong giáo dục trong hai thời điểm rồi đó rồi bố hắn thì như vậy nhưng mà lý do gì hắn đối xử với mẹ hắn cũng tàn tệ cũng chém mấy chục nhát trong khi mẹ hắn còn lén đưa tiền cho hắn thường xuyên để hắn sử dụng nữa mà thì đây chúng ta sẽ phải nói đến một cái câu chuyện về cái triết lý viên kẹo và đứa trẻ các bạn các bạn nghe câu chuyện này chưa có một người mỗi ngày đi qua cái con đường đó thấy có một đứa trẻ hàng xóm đứng ngay trước cửa nhà thì anh ta sẽ cho nó một viên kẹo ngày nào cũng vậy cho đến một khoảng thời gian sau ngày hôm đó không biết anh ta hết kẹo hay là quên kẹo hay sao đó thì anh ta đi qua và nói là xin lỗi vì hôm nay anh không có mang kẹo theo không có kẹo để đưa cho bé thì lúc đó anh ta đón nhận lại là một sự vùng vằng giận dỗi của đứa bé đó vậy thì đó là lý do gì bao nhiêu ngày cho kẹo mà có một ngày quên thôi mà nó lại giận dỗi đến như vậy tại vì cái đứa bé đó đã lầm tưởng cái chuyện ảnh cho kẹo mỗi ngày là trách nhiệm của ảnh luôn rồi không phải là tình cảm của ảnh cho nó kẹo mà đó là trách nhiệm và bổn phận của anh ta cho nên đến lúc anh ta không cho kẹo thì nó có thái độ giận dỗi bao nhiêu ngày cho kẹo nó không nhớ nó chỉ nhớ đúng một ngày không cho nó kẹo thôi trường hợp của lâm thanh nhạc giống như vậy do cái sự nuông chiều từ nhỏ muốn gì được nấy như ông trời con đã làm cho hắn có một cái tâm lý là đó là bổn phận trách nhiệm của bố mẹ hắn phải chu cấp cho hắn tài sản ở trong nhà mọi thứ đều thuộc về hắn bố mẹ có trách nhiệm phải cung cấp cho hắn cái chuyện mẹ hắn giấu tiền đưa cho hắn cũng là trách nhiệm và bổn phận chứ không phải tình thương gì hết hắn không có cảm nhận gì được cái tình thương thời điểm đó cái tâm lý của hắn lúc đó mình là ông trời cũng khó trách từ nhỏ được cưng như vậy mà mục đích cuối cùng là để lấy tất cả những cái tài sản của bố mẹ ma hắn nghĩ đó là của hắn đó là cái yếu tố chính cái vấn đề bạn bè nó cũng là một phần nữa khi hắn nói ra cái kế hoạch giết cha mẹ thì mấy cái tấm chiếu mới này nó ủng hộ nhiệt tình rồi đã nói chuyện theo kiểu giống như là cảm thông và đẩy cao cái chuyện mà lâm thanh nhạc lúc đó bị bố mẹ trừng phạt bằng cách không cho tiền này nọ giống như là một cái gì đó nặng nề lắm và ủng hộ cho cái việc trả thù chứ lúc đó nếu mà có một mà không có được đâu bạn của hắn là quen ở trong ăn nhậu kể cả bạn gái luôn trong những cái ba búp trong những cái ăn chơi chát tán không Khó mà có bạn đàng hoàng lắm Chứ nếu mà may gắn có một người bạn đàng hoàng Mà người ta cản Người ta nói lại được cái lý Thì chưa chắc là Lâm Thanh Nhạc đã Bị u mê này, dữ dội vậy đâu Nhưng mà cái này Cái ý mình đưa ra sai rồi Mấy thằng kia nó còn cổ vũ nữa Bạn xịn ghê không, nó còn cổ vũ cho mình làm sai nữa Và nó làm chung với mình nữa Theo một cái kiểu cùng sống cùng chết như trong phim Tàu Của những tấm chiếu mới Và tất cả những điều đó tổng hòa Gây lên một cái sự bi kịch tàn nhẫn trong cái vụ án này. Và đến tháng 3 năm 2002 thì Lâm Thanh Nhạc đã bị tuyên án tử hình. Còn năm đồng bọn của hắn thì bị tuyên án từ 5 đến 16 năm tù. Và trong thời gian chờ thi hành án có lẽ là một cái thời gian dài và khủng khiếp nhất đối với Lâm Thanh Nhạc. Anh ta kể rằng luôn phải nơm nớp lo sợ bởi vì không biết lúc nào mình bị đem ra tử hình. Tại khi tuyên án tử hình các bạn người ta đâu có tuyên ngày tháng tử hình liền đâu cứ để những cái ngày mà chờ đợi không biết ngày nào mình đi tử hình là những ngày khủng khiếp của tử tội với các bạn không biết là chiều nay hay sáng ngày mai hay đêm ngày mốt hay tháng sau ngày nào cũng phải sống trong một cái sự hoảng sợ tột độ các bạn ạ à. đã vậy anh ta còn bị sự dằn vặt những cái ký ức khi anh ta giết bố mẹ nó lại ùa về một cái sự khiếp đảm mỗi khi nhớ tới cái tình cảnh vụ án anh ta không thể ngủ ngon được bất cứ ngày nào mà có một cái thông tin cho rằng anh ta đã tu ở trong tù còn về cái mặt pháp luật ở đài loan như thế nào mà tu bằng cách nào mà có thể tu được trong tù hay không thì không biết nhưng có thông tin cho rằng anh ta đã tự nguyện để tu hành và lấy cái pháp danh là giác ngộ và anh ta còn ký một cái giấy là muốn hiến tặng những bộ phận trên cơ thể của anh ta cho những người cần đến và đầu tháng 5 năm 2002 thì Lâm Thanh Nhạc đã bị đưa đi hành quyết Kết thúc một cái tấn bi kịch của gia đình Lâm Gia, đứa con nghịch tử Ok, câu chuyện hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp lại ở những video kỳ án khác nhé Còn bây giờ thì chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe Trong mùa dịch này chúng ta vẫn phải luôn nhớ một câu là Phải đảm bảo sức khỏe và sinh mạng là điều cần thiết nhất Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video sau Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại